Xin chào các em. Tuần học này là tuần 8. Như vậy các em đã học được 7 tuần. Và trong 7 tuần đó thì nội dung kiến thức thì khá nhiều. Từ định luật ô, các đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song, rồi sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố, rồi biến trở. Thì tuần học này thì mình sẽ học thêm một cái nội dung kiến thức quan trọng, đó là công suất điện, điện năng và công của dòng điện. Thì nội dung của bài học hôm nay thì khá dài và cũng có nhiều công thức. Vì thế mong rằng các em hãy hết sức tập trung. Công suất điện thì cái khái niệm công suất thì các em đã học ở lớp 8. Nhưng mà công suất điện đối với phần điện học của lớp 9 nó cũng có những nội dung có giống như phần lớp 8 em đã học hay không? Rồi, bây giờ tôi xem một số hình ảnh về những cái thiết bị điện ở nhà mình. Rồi, ví dụ như là bóng đèn sợi đốt, rồi, những cái lò nướng, lò vi sóng hoặc là bếp điện từ, tủ lạnh, quạt điện. Hoặc là những loại quạt điện có công suất khác nhau. Thì đây là những thiết bị điện em đã thường gặp trong thực tế. Và những cái thiết bị này hoạt động như thế nào? Và chúng hoạt động có giống nhau hay không? Khi sử dụng đèn điện, có lúc đèn sáng mạnh, có lúc đèn sáng yếu, tùy theo cái yêu cầu. Ví dụ như là những loại đèn dùng trong phòng ngủ, đèn dùng trong dùng trên bàn thờ, vân vân, thì cần độ sáng nó khác nhau. Các đèn này khi nó được cùng nếu nếu được sử dụng với cùng một hiệu điện thế định mức thì độ sáng có thể là khác nhau. Tương tự như vậy, các dụng cụ điện như là quạt điện, bếp điện cũng có thể hoạt động mạnh yếu khác nhau. Vậy căn cứ vào đâu để xác định được mức độ hoạt động mạnh yếu của các thiết bị này? Bắt đầu ta đi vào phần thứ nhất, nội dung thứ nhất là công suất điện. Công suất định mức của các dụng cụ điện. Trước hết thì em quan sát những cái thiết bị điện này, nồi cơm điện, những cái đèn. Những cái đèn bình chẳng hạn, hoặc là những bóng đèn sợi đốt. Và trên những thiết bị này người ta đều có ghi những con số. Ví dụ như là nồi cơm điện người ta ghi là 220V 660W. Đèn sạc người ta ghi 220V 25W. Hoặc là bóng đèn sợi đốt người ta ghi là 220V 100W hoặc là 25W. Cái đơn vị watt là các bạn học ở lớp 8. Đó là tên gọi những cái số liệu mà người ta ghi trên những cái thiết bị điện. Như vậy những con số này nó mang ý nghĩa gì? Trên những thiết bị này người ta có ghi hai số, đó là số vôn và số watt. Số vôn và số watt. Bây giờ ta sẽ quan sát về độ sáng của hai bóng đèn được mắc theo sơ đồ ở hình 12.1 ở trong sách giáo khoa. Thì hai bóng đèn này trên mỗi bóng đều có ghi 220V 100W. Bóng thứ hai là 220V 25W. Lần lượt mắc các bóng đèn này vào hiệu điện thế ở mạng điện nhà mình là 220V. Đây là hiệu điện thế của mạng điện nhà mình, thì có thể xem như là hiệu điện thế nguồn. Như vậy hai bóng đèn này có cùng số vôn là 220V và có số watt khác nhau. Vậy chúng hoạt động có như nhau hay không? Em xem thí nghiệm. Khi ta đóng công tắc ở bóng đèn thứ nhất thì đèn sáng lên.
Ở đêm thứ hai, khi ta đóng công tắc, đèn thứ hai cũng sáng lên. Nhưng mà độ sáng của hai đèn rõ ràng ta thấy là bóng đèn ghi 220V 100W, đèn nó sáng mạnh hơn so với đèn ghi 25W. Như vậy hai bóng đèn này cùng được sử dụng ở hiệu điện thế với nhau, có số watt khác nhau thì độ sáng cũng khác nhau. Câu C1, ta hãy nhận xét về mối quan hệ giữa số watt ghi trên mỗi đèn với độ sáng mạnh yếu của chúng. Câu trả lời này cũng đơn giản thôi nha. Vì cái thứ nhất đang nhận xét là cả hai bóng đèn này được sử dụng với cùng một hiệu điện thế bằng 220V. Và cái đèn có số watt lớn, tức là đèn 100W, thì nó sáng mạnh hơn. Đèn có số watt nhỏ hơn thì sáng yếu hơn. Như vậy từ đây ta đã thấy được hoạt động mạnh hay yếu của đèn nói riêng và thiết bị điện nói chung có liên quan đến số watt ghi trên những dụng cụ đó. Và watt là đơn vị của công suất. Công suất thì em đã học lớp 8 được ký hiệu là P in hoa. Như vậy hai con số ghi trên những thiết bị điện là số volt và số watt, nó mang ý nghĩa gì? Thì em xem cái thông tin này. Số watt ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó. Nghĩa là công suất điện của dụng cụ này khi nó hoạt động bình thường. Ở lớp 7 thì em đã học cái bài hiệu điện thế ở hai đầu dụng cụ dùng điện. Và mình đã biết được hiệu điện thế định mức và cường độ dòng điện định mức. Để nhắc lại chút xíu nha. Tức là gì? Tức là nếu hiệu điện thế ở bóng đèn bằng với hiệu điện thế định mức ghi trên đèn thì đèn sáng bình thường. Hoặc là nếu cường độ dòng điện qua đèn bằng với cường độ dòng điện định mức của đèn thì đèn sáng bình thường. Thì ở phần lớp 9 này em biết thêm một cái ý nghĩa nữa. Trên bóng đèn có ghi số watt. Như vậy số watt ghi trên bất kỳ thiết bị nào đều cho ta biết đó là công suất định mức của dụng cụ đó. Tức là dụng cụ đó sẽ tiêu thụ một công suất điện khi nó hoạt động bình thường. Thầy lấy thí dụ, một bóng đèn có ghi 220V 100W. Như vậy 100W là công suất tiêu thụ của đèn. Nếu đèn hoạt động bình thường, hoặc là 100W là công suất định mức của đèn, tức là công suất tiêu thụ của đèn khi nó hoạt động bình thường. Để hiểu rõ hơn về hai con số, số volt và số watt, em xem cái ví dụ. Trên một bóng đèn có ghi 220V 100W, nghĩa là gì? Ở đây thầy có hai cái thông tin giải thích em cần nắm vững. Đây là một cái điều kiện để mình biết được là khi nào đèn nó hoạt động bình thường, tức là nó sáng bình thường. Thông tin thứ nhất, khi bóng đèn được sử dụng ở hiệu điện thế 220V. Như vậy sử dụng ở hiệu điện thế 220V, tức là mình mắc hai đầu bóng đèn vào mạng điện có hiệu điện thế 220V đúng bằng số volt ghi trên đèn. Đó. Nếu thỏa mãn điều kiện đó thì đèn sẽ tiêu thụ một công suất bằng 100W, đèn sáng bình thường. Em nhớ được cái dấu hiệu để mình nhận biết đèn sáng bình thường chưa này? Bóng đèn nó có ghi số volt và nếu ta sử dụng bóng đèn này đúng bằng số volt ghi trên đèn thì nó sáng bình thường và khi đó nó tiêu thụ công suất đúng bằng số watt
ghi trên đèn. Và nếu ta giải thích riêng cái số W 100W thì 100W là công suất định mức của đèn, là công suất tiêu thụ của đèn khi nó hoạt động bình thường. Như vậy nói ngắn gọn là nếu ta biết số ghi trên đèn và khi ta sử dụng hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức ghi trên đèn thì đèn sẽ sáng bình thường. Khi đó công suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định mức ghi trên đèn. Còn tất nhiên nếu em sử dụng một đèn này ở hiệu điện thế 110V, đèn nó ghi 220V 100W, nhưng mà em sử dụng bóng đèn này ở hiệu điện thế 110V thì đèn sáng không bình thường và công suất tiêu thụ của đèn cũng không bằng 100W, nó bằng một cái giá trị nào đó. Trong cái phần công thức thì sẽ nói rõ hơn. Câu C3 trong sách giáo khoa: một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Qua cái câu C1 ở trong phần trước khi ta nhận xét về độ sáng của đèn, một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Vậy hãy cho biết một bóng đèn có thể lúc sáng mạnh, lúc sáng yếu, thì trong trường hợp nào bóng đèn có công suất lớn hơn? Trường thứ hai, một bếp điện được điều chỉnh lúc nóng nhiều hơn, lúc nóng ít hơn, thì trong trường hợp nào bếp có công suất nhỏ hơn? Câu C3 này cũng không có khó lắm, đúng không nè? Lúc sáng mạnh, tức là lúc hoạt động mạnh, thì công suất như thế nào? Bếp điện lúc nóng nhiều, lúc nóng ít, nóng nhiều, nóng ít, nghĩa là hoạt động mạnh, hoạt động yếu, thì trường hợp nào có công suất nhỏ hơn? Cùng một bóng đèn, lúc sáng mạnh thì công suất lớn hơn. Tức là cũng bóng đèn đó, cũng bóng đèn đó chứ không phải là mình thay bóng đèn khác. Cũng bóng đèn đó, thì lúc nó sáng mạnh thì công suất nó lớn hơn, lúc nó sáng yếu đi, sáng mờ thì công suất nó nhỏ hơn. Tương tự như thế, đối với bếp điện, lúc nóng ít hơn thì công suất nhỏ hơn. Đây là một bảng ghi công suất của một số dụng cụ điện thường dùng. Em tham khảo thêm. Bóng đèn pin công suất thì là 1W. Rồi bóng đèn thắp sáng ở gia đình thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng mà công suất nó dao động từ 15 đến 200W. Quạt điện, tivi, bạn là nồi cơm điện, những thiết bị này có công suất tăng dần lên. Đặc biệt là cái bàn là hoặc là bàn ủi thì công suất có thể lên đến 1.000W. Nồi cơm điện cũng thế. Tức là hai cái thiết bị này nó tiêu thụ cái công suất lớn hơn. Vừa rồi thì em đã hiểu được về ý nghĩa các số ghi ở trên bóng đèn, trên các dụng cụ điện, khái niệm, ý nghĩa về công suất định mức, về hoạt động mạnh hay yếu của các dụng cụ điện. Như vậy, hoạt động mạnh hay yếu của các dụng cụ điện là do công suất tiêu thụ của dụng cụ đó. Và làm cách nào để tính được công suất này? Ta sang nội dung thứ hai của phần thứ nhất, đó là công thức tính công suất điện. Thì ta xem cái sơ đồ 12.2 ở trong sách giáo khoa trang 35. Người ta lần lượt bắt bóng đèn 1, bóng đèn 2, bóng đèn thứ 2 vào mạch điện. Mạch điện này gồm có đèn, mắt nối tiếp với điện trở, nối tiếp với ampere kế, vôn kế, mắt song song với đèn. Trong cái mạch điện này, người ta dùng cái biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện qua đèn
và cũng nhờ đó thay đổi được hiệu điện thế của đèn. Bóng đèn thứ nhất có ghi hai số 6V, 5W. 6V là hiệu điện thế định mức của đèn 1, 5W là công suất định mức của đèn 1. Tương tự như thế, ở bóng đèn 2 là 6V, 3W. Như vậy, em sẽ xem lại cái thí nghiệm này. Và trong thí nghiệm này thì người ta lần lượt mắc bóng đèn thứ nhất và bóng đèn thứ hai. Đầu tiên, ở bóng đèn thứ nhất là bóng đèn ghi 6V, 5W. Khi người ta đóng khóa và người ta đồng thời di chuyển con chạy của biến trở sao cho hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn này đúng bằng 6V. Vậy điều chỉnh con chạy của biến trở để cho hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn đúng bằng 6V và bằng với hiệu điện thế định mức của đèn này. Như vậy là cái đèn này sáng bình thường vì hiệu điện thế sử dụng đúng bằng hiệu điện thế định mức. Và kết quả người ta đo được cường độ dòng điện qua đèn bằng 0,82 A. Kết quả gần đúng nha. Sau đó, người ta thay bóng đèn 6V 5W bằng bóng đèn thứ hai là 6V 3W. Đóng khóa là tương tự như thí nghiệm đầu, cũng di chuyển con chạy, điều chỉnh con chạy biến trở sao cho hiệu điện thế của đèn này cũng đúng bằng 6V. Như vậy, bóng đèn này cũng sáng bình thường. Và người ta đo được cường độ dòng điện qua đèn này bằng 0,5 A, 0,51 A. Như vậy là ta đã biết được kết quả thí nghiệm đối với hai đèn này. Thì thầy ghi lại cái bảng sau. Với bóng đèn thứ nhất, công suất định mức là 5W, hiệu điện thế định mức là 6V. Bóng đèn thứ hai, công suất định mức là 3W, hiệu điện thế định mức là 6V. Khi tiến hành thí nghiệm, người ta điều chỉnh sao cho hiệu điện thế của mỗi đèn đều bằng hiệu điện thế định mức. Vì thế, hai đèn đều sáng bình thường. Người ta đo được cường độ dòng điện qua bóng đèn 1 là 0,82 A. Cường độ dòng điện qua bóng đèn 2 là 0,51 A. Em đọc câu số 4. Từ số liệu của bảng này, em hãy tính tích UI đối với mỗi bóng đèn và so sánh tích này với công suất định mức của đèn. Bỏ qua sai số của phép đo. Như vậy là tích UI đối với bóng đèn thứ nhất là 4,92 và 4,92 xấp xỉ gần bằng 5. Ở bóng đèn thứ hai là 3,06 xấp xỉ bằng 3. Như vậy qua cái tích này, qua cái tích UI mà ta vừa tính và các em biết được là gì? Là hai đèn sáng bình thường. Và trong cái phần trước người ta nói nếu đèn sáng bình thường thì công suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định mức của đèn. Và kết quả thí nghiệm này cho ta thấy được là công suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định mức. Và những con số 4,92, 3,06 ta đã xử lý từ cái kết quả phép tính tích U nhân y. Và cái tích U nhân y xấp xỉ bằng công suất tiêu thụ của đèn. Vì thế người ta chọn cái tích này để tính công suất tiêu thụ của đèn. Đó là lý do để mà đi đến cái công thức tính công suất tiêu thụ của dụng cụ điện.
công suất tiêu thụ của một dụng cụ điện, ví dụ như là của đèn điện, của bếp điện, vân vân, hoặc của một đoạn mạch, thì bằng tức của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện hoặc đoạn mạch đó và cường độ dòng điện qua nó. Công suất thì các em biết rồi, ký hiệu là P. Như vậy công thức của mình là P bằng U nhân I. Trong đó P là công suất điện, đơn vị tính bằng watt. U là hiệu điện thế, đơn vị là volt. Và I là cường độ dòng điện, đơn vị là ampere. Chúng ta chú ý cái đơn vị của công suất nó phải theo cái đơn vị của U và I. Đây là cái công thức tính công suất tiêu thụ của dụng cụ điện hoặc của một đoạn mạch. Ví dụ như là tính công suất tiêu thụ của bóng đèn, của bếp điện là của dụng cụ điện, hoặc là trong một đoạn mạch gồm có điện trở R1 nối tiếp với điện trở R2, tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó hoặc công suất tiêu thụ của điện trở đó thì cuối kem cũng dùng được cái công thức P bằng U nhân I. Và đối với đoạn mạch có điện trở R thì từ công thức P bằng U nhân I kem có thể biến đổi được thành hai công thức khác. Công thức thứ nhất, nếu đoạn mạch có điện trở R thì kem vận dụng định luật Ohm. Kem thay thế U bằng I nhân cho R. Như vậy tích T bằng U nhân I sẽ bằng I bình phương nhân R. Công thức thứ hai, cũng từ P bằng U nhân I, lúc này ta thay thế I bằng U chia cho R. Ta thay vô thì ta sẽ được P bằng U bình chia cho R. Và cách áp dụng ba công thức này cũng giống như định luật Ohm. Em muốn tính công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch thì tức là P mạch sẽ bằng U mạch nhân I mạch. Muốn tính công suất của R1, của R2 thì theo đúng thứ tự. P1 bằng U1 nhân I1, hoặc là bằng I1 bình phương nhân R1, hoặc là bằng U1 bình phương chia R1. P2 cũng tương tự. Về việc áp dụng công thức để tính công suất, ta có 3 công thức. Thì cái công thức đầu tiên kem học là P bằng U nhân I là công thức dễ nhớ nhất, dễ thực hiện nhất. Khi nào mà ta không dùng được công thức P bằng U nhân I thì kem mới dùng tiếp một trong hai công thức còn lại là I bình R hoặc là U bình chia R. Đặc biệt là trong đoạn mạch mắc nối tiếp, khi đi tính công suất tiêu thụ của R1 hay là của R2 thì em nên chọn công thức P bằng I bình nhân R. Ví dụ như là P1 sẽ bằng I bình nhân R1, P2 bằng I bình nhân R2. Trong đoạn mạch nối tiếp thì I có giá trị như nhau. Ngược lại, đối với đoạn mạch song song thì em lại nên chọn công thức P bằng U bình chia R để ta tính P1, P2. Tại vì trong đoạn mạch song song thì U nó có giá trị bằng nhau. Đó là phần hướng dẫn thêm về cách vận dụng công thức. Thì trong bài tập thì lát nữa đây các em sẽ vận dụng các công thức này tùy theo cái điều kiện đề bài cho. Ta sang phần vận dụng. Ở câu C6 sách giáo khoa, trên một bóng đèn có ghi 220V 75W. Câu A, tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi sáng bình thường. Câu B, có thể dùng cầu chì 0,5A cho bóng đèn này được không? Vì sao? Thì thầy nói thêm về cái ý nghĩa của câu B. Cầu chì là gì? Ở lớp 7 mình đã biết, cầu chì là một cái thiết bị bảo vệ mặt điện. Nếu dòng điện chạy qua cái cầu chì lớn hơn cái cường độ định mức của nó, thì cầu chì sẽ nóng lên, cái dây chì nó sẽ chảy ra và nó làm cắt mạch. Như vậy khi có sự cố, người ta gọi là đoạn mạch, thì do cái cường độ dòng điện nó tăng đột ngột
Vì thế, cái cụ chì này nó sẽ bảo vệ được mạch điện. Ở câu A, tính cường độ dòng điện qua đèn và điện trở của nó khi đèn sáng bình thường. Thì thầy nhắc lại, khi đèn sáng bình thường tức là sao? Tức là hiệu điện thế của đèn bằng 220V và công suất tiêu thụ của đèn bằng 75W. Như vậy ta sẽ sử dụng cái công thức P bằng U nhân Y. Tại vì ta có P, ta có U. Thì ta suy ra được Y xấp xỉ bằng 0,34A. Điện trở của đèn khi sáng bình thường, ta có thể dùng định luật ôm hoặc là công thức thứ hai P bằng U bình chia R, suy ra R bằng U bình trên P, xấp xỉ bằng 645 ôm. Như là khi mà tính điện trở của đèn thì ta các em có thể sử dụng công thức R bằng U trên Y cũng được, nhưng mà do cái cường độ dòng điện các em đã làm tròn là 0,34 A, cho nên là các em đã lấy kết quả làm tròn để tính cái R thì kết quả cuối cùng nó sẽ không chính xác. Do đó ta sử dụng P bằng U bình chia R thì các em suy ra được R bằng U bình trên P, và nếu có lẽ các em chỉ làm tròn một lần thì kết quả nó chính xác hơn. À, như vậy qua cái câu A này ta đã vận dụng công thức tính công suất để tính Y hoặc là tính R. Câu B, cầu chì loại 0,5A, đó là cường độ định mức của dây chì. Cường độ dòng điện qua đèn khi sáng bình thường là 0,34A. Như vậy ta thấy cái Y định mức của cầu chì lớn hơn cái Y để đèn sáng bình thường. Như vậy cầu chì này sẽ đảm bảo bảo vệ được đèn, không cho đèn bị hỏng khi có sự cố về đoạn mạch. Tại vì khi có đoạn mạch thì cường độ dòng điện qua đèn có thể tăng lên đến 1 A, và nếu không có cầu chì thì đèn nó bị cháy bóng. Như vậy ở câu B, có thể dùng cầu chì loại 0,5A cho bóng đèn này vì nó đảm bảo đèn hoạt động bình thường và sẽ nóng chảy tự động ngắt khi đoạn mạch. Ở câu này thì có nhiều em lại cho rằng là phải dùng cầu chì loại 0,34A. Thì ta nhớ, nếu mà em dùng cầu chì loại 0,34A, tức là cường độ dòng điện định mức của cầu chì là bằng với cường độ dòng điện qua đèn. Như vậy khi mà bật công tắc đèn sáng thì đồng thời lúc đó dây chì cũng bị đứt và đèn nó lại tắt. À, như vậy là cầu chì nó không có chức năng để cho các thiết bị hoạt động bình thường khi mà mạch điện nó ổn định. Cho nên ta phải dùng cầu chì loại lớn hơn, cái cường độ định mức lớn hơn cái cường dòng điện qua đèn khi sáng bình thường. Nhưng mà lớn hơn không được lớn hơn nhiều. Tại vì lớn hơn nhiều thì khi có sự cố đoạn mạch thì cầu chì cũng không bảo vệ được. Câu C7, khi mắc một bóng đèn và điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,4A. Tính công suất của đèn và điện trở của đèn khi đó. Như vậy ta có U, ta có Y. Thì cái công thức để tính công suất ta sẽ chọn là P bằng U nhân Y, là công thức dễ nhất. Tại vì nếu em chọn P bằng Y bình R hoặc là P bằng U bình chia R thì ta chưa có điện trở R, và P bằng 4,8W. Điện trở của đèn khi đó ta có U, ta có Y thì ta có thể tính điện trở của đèn bằng định luật ôm R bằng U trên Y và kết quả nó ra chẵn. Còn nếu ta dùng P bằng U bình chia R, ví dụ ta lấy cái P bằng 4,8W, ta dùng công thức P bằng U bình chia R, kết quả vẫn ra đúng, nhưng mà phép tính nó khó hơn, phức tạp hơn là các em dùng công thức đột ôm. Cho nên là các em cũng phải nhớ, cái quan trọng là mình thuộc công thức là một,
nhưng mà phải biết vận dụng công thức trong trường hợp nào cho nó hợp lý. Câu C8, một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và bếp có điện trở 48,4 ohm. Tính công suất của bếp điện này. Thì ta có U, ta có R. Như vậy là P bằng U bình chia R là công thức ta chọn. Ta không cần phải tính thêm một cái phép tính nào khác. Ta chọn thẳng công thức này thì ta tính được công suất tiêu thụ của bếp. Như vậy hai câu này ở trong sách giáo khoa chủ yếu cho các em luyện tập thuộc công thức. Thầy có bổ sung thêm một cái ví dụ. Một bóng đèn có ghi 12V, 6W. Tính điện trở và cường độ dòng điện qua đèn. Công suất tiêu thụ của đèn khi đèn được sử dụng ở hệ điện thế. Trường hợp thứ nhất, U bằng 12V. Trường thứ hai, U bằng 6V. Một cái ví dụ tưởng chừng là đơn giản, nhưng mà khi em làm bài tập, em hay bị vướng, hay bị sai. Ở trường hợp thứ nhất, hiệu điện thế sử dụng bằng 12V. Bóng đèn có ghi 12V 6W. Thì cái điều đầu tiên các em phải khẳng định là gì? Là trên bóng đèn có ghi U định mức và P định mức. 12V là U định mức, 6W là P định mức của đèn. Và các em dựa vào cái điều kiện của đèn. Vì hiệu điện thế U bằng 12V bằng U định mức, ta suy ra được công suất tiêu thụ của đèn là P đèn bằng công suất định mức của đèn bằng 6W và đèn sáng bình thường. À, như vậy cái điều kiện từ cái ý nghĩa số ghi ở cái phần đầu em vận dụng vào đây. Muốn biết đèn sáng bình thường hay không thì ta so sánh hiệu điện thế sử dụng có bằng với hiệu điện thế định mức hay không. Và nếu nó bằng thì ta cũng biết thêm công suất tiêu thụ của đèn đúng bằng công suất định mức ghi trên đèn. Rồi, bước kế tiếp là ta đi tính cường độ dòng điện qua đèn. Hoặc là ta đi tính điện trở của đèn trước cũng được. R đèn bằng U bình định mức chia cho P định mức. Rồi ta lấy công thức thứ ba, P bằng U bình chia R. Suy ra R bằng U bình trên P. Nhưng mà ở đây thì em sử dụng hai số ghi định mức trên đèn để ta tính điện trở của đèn. Kết quả là bằng 24 ohm. Cường độ dòng điện qua đèn thì ta sử dụng công thức I bằng P trên U. I đèn bằng I định mức vì đèn sáng bình thường. À, như vậy ta thay số. Như vậy nếu đèn sáng bình thường thì ta được sử dụng các số ghi ở trên đèn để tính điện trở của đèn, để tính cường độ dòng điện qua đèn. Ở câu B, hiệu điện thế sử dụng của đèn bây giờ bằng 6V. Thì ta phải nhận xét được vì hiệu điện thế này nó khác với hiệu điện thế định mức. Tất nhiên là công suất tiêu thụ của đèn không bằng 6W. Nó khác với công suất định mức. Như vậy, ta tính điện trở, cường độ dòng điện qua đèn và công suất tiêu thụ của đèn trong trường hợp này như thế nào? Trường hợp thứ nhất là khi ta tính điện trở của đèn thì em sử dụng công thức U bình định mức chia cho P định mức thay số bằng 24 ohm. Như vậy em phải có cái nhận xét này. Cho dù đèn không sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức thì khi tính điện trở của đèn ta vẫn dùng được hai số ghi trên đèn để tính, tức là R đèn bằng U bình định mức chia cho P định mức, kể cả khi đèn sáng bình thường hay là sáng
không bình thường thì ta được dùng để tính điện trở của đèn. Rồi, bước thứ hai là ta tính cường độ dòng điện qua đèn. Thì lúc này vì đèn sáng không bình thường, mình chưa biết công suất tiêu thụ của đèn bằng bao nhiêu watt. Như vậy em không thể nào dùng được hai số ghi này để tính cường độ dòng điện qua đèn như câu A, mà em phải tính bằng định luật Ohm. Y đèn bằng U đèn chia R đèn. Lúc này U đèn là hiệu điện thế sử dụng bằng 6V, chứ không phải là 12V nha. Tại vì hiệu điện thế sử dụng bây giờ này là 6V này. Và R đèn bằng 24V. Như vậy Y đèn bằng 0,25A. Công suất tiêu thụ của đèn có hai cách. Cách thứ nhất là các em dùng công thức U bình chia cho R. Và cái U này cũng chính là U đèn. 6 bình phương chia cho R đèn là 24. Kết quả là 1,5W. Hoặc là các em sử dụng P đèn bằng U đèn nhân R đèn. U đèn là 6, R Y đèn là 0,25. Và kết quả cũng bằng 1,5W. Như vậy các em thấy không? Khi đèn sáng không bình thường thì công suất tiêu thụ nó sẽ khác đi. Từ 12V hiệu điện thế giảm xuống còn 6V, tức là hiệu điện thế giảm đi 2 lần. Giảm đi 2 lần thì công suất tiêu thụ của đèn giảm đi đến 4 lần. Hoặc là những em nào khá giỏi thì mình có thể biết ngay, lập luận ngay. Thì các em dựa vào công thức P bằng U bình chia R. U giảm đi 2 lần thì U bình sẽ giảm đi 4 lần. R đèn thì không đổi. Như vậy ta suy ra được P đèn giảm đi 4 lần. 6W giảm 4 lần còn 1,5W. Đó là mình lập luận, mình làm nhanh khi mình làm bài tập trắc nghiệm. Còn khi mà mình tính tự luận thì ta làm như thế này. Để các em chú ý ví dụ này, vì rất nhiều em làm sai. Có nhiều em cho rằng hiệu điện thế giảm đi 2 lần thì công suất giảm đi 2 lần. Như vậy công suất của đèn nó bằng 3W. Như vậy là sai nha. Như vậy là vừa rồi ta đã qua một vài ví dụ về cách tính công suất hoặc là ý nghĩa số ghi trên đèn. Thì thầy mong rằng những cái câu C6, C7, câu C8 và đặc biệt là ví dụ này em nắm vững. Và các em nhìn cái hình ở trên màn hình. Người ta muốn đưa một vật nặng lên cao. Người ta muốn đun một giấm nước. Ở hình thứ nhất là người ta dùng một cái motor hoặc là một cái động cơ điện. Cho dòng điện chạy qua. Và cái vật này được kéo lên cao được. Ở hình thứ hai, người ta muốn đun ấm nước. Cho dòng điện chạy qua. Nước trong ấm nóng lên và nó sôi. Như vậy, thông qua hai ví dụ này thì ta thấy dòng điện nó có những khả năng gì? Khả năng đó như thế nào? Thì ta bước sang cái nội dung thứ hai, đó là điện năng công của dòng điện. Đây là hình một số thiết bị: máy khoan, mỏ hàn điện, nồi cơm điện, máy bơm nước, bàn ủi, quạt điện. Đây là những thiết bị điện. Cái mỏ hàn điện là người ta dùng để hàn những cái mối nối kim loại, hàn chì. Thì thông qua những thiết bị này khi nó hoạt động thì dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của các thiết bị nào? Em nhìn kỹ xem. Khi các thiết bị này hoạt động thì dòng điện có khả năng thực hiện công cơ học ở những thiết bị nào? Thứ nhất là máy khoan, gì nữa là máy bơm nước và quạt điện. Trường hợp thứ hai,
dòng điện cung cấp nhiệt lượng, tức là làm cho vật nóng lên trong hoạt động của các thiết bị này. Đó chính là gì? Mỏ hàn điện, bàn ủi, nồi cơm điện. À, dòng điện chạy qua chúng làm chúng nóng lên. Như vậy thông qua những thiết bị điện này thì các em thấy dòng điện có khả năng thực hiện công cơ học hoặc biến đổi nhiệt năng hoặc là cung cấp nhiệt lượng. Cũng như là phần thứ nhất là điện năng. Điện năng là gì? Dòng điện có năng lượng. Tại sao người ta nói dòng điện có năng lượng? Vì nó có khả năng thực hiện công cơ học cũng như có thể làm thay đổi nhiệt năng của vật, tức làm cho vật nóng lên. À, do dòng điện có những khả năng này cho nên người ta nói dòng điện có năng lượng, và năng lượng của dòng điện người ta gọi tắt đó là điện năng. À, như vậy bài hôm nay thì các em sẽ biết thêm một cái dạng năng lượng khác. Ở lớp 8 các em đã học cơ năng rồi nhiệt năng, rồi các em cũng biết năng lượng ánh sáng là quang năng. À, thì bây giờ ta biết thêm điện năng. Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác. À, như vậy ở lớp 8 mình cũng đã biết là giữa các dạng của cơ năng luôn có sự chuyển hóa lẫn nhau. Thì điện năng cũng thế. Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác là khi các thiết bị điện hoạt động nhờ dòng điện thì điện năng có thể chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào? Em xem nha. Câu C2. Các dụng cụ điện khi hoạt động đều biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác. Dụng cụ điện ở đây: bóng đèn dây tóc, đèn LED, nồi cơm điện, bàn là mà lũi đó, quạt điện, máy bơm nước. Như vậy khi các thiết bị này hoạt động thì điện năng được biến đổi thành những dạng năng lượng nào? Ở bóng đèn dây tóc thì điện năng được biến đổi thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng. À, dây tóc đèn nóng tới nhiệt độ cao và nó phát ra ánh sáng. Đèn LED, đây là loại đèn mà hiện nay người ta sử dụng rất rộng rãi. Khi dòng điện chạy qua, điện năng biến đổi thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng. Nhưng mà hai loại đèn này nó ngược nhau. Ở bóng đèn dây tóc thì cái phần nhiệt năng này nó chiếm nhiều hơn cái phần năng lượng ánh sáng. Đèn LED thì ngược lại, cái nhiệt năng nó không đáng kể. Nồi cơm điện, bàn là điện năng biến đổi thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng. À, thì trong cái nồi cơm điện hoặc là trong cái bàn là có cái dây điện trở, và khi dòng điện chạy qua dây điện trở nóng lên và nó nóng phát sáng, cho nên là vẫn có một phần nhỏ năng lượng ánh sáng. Quạt điện, máy bơm nước khi hoạt động điện năng chuyển hóa thành cơ năng, cánh quạt quay là cơ năng, và nhiệt năng tức là bộ phận quạt nó cũng nóng lên. Thì đó là phần hoạt động của các thiết bị điện, và trong khi hoạt động luôn có sự chuyển hóa từ điện năng thành các dạng năng lượng khác. Ở câu C3 trong sách, trong các dạng năng lượng nó được chuyển hóa thành thì phần năng lượng nào được biến đổi từ điện năng là có ích, là vô ích? Thì ta thấy bóng đèn dây tóc nó biến đổi thành hai dạng là nhiệt năng và năng lượng ánh sáng. Ở đây mình cần cái năng lượng ánh sáng hơn là mình cần cái nhiệt năng. Như vậy năng lượng ánh sáng là năng lượng, phần năng lượng có ích, còn nhiệt năng là phần năng lượng vô ích. Đèn LED cũng thế, năng lượng có ích là năng lượng ánh sáng. Nồi cơm điện, bàn là đây là những cái thiết bị hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện, cho nên phần nhiệt năng là mình cần. Do đó, phần nhiệt năng là năng lượng có ích. Quạt điện, máy bơm nước
Tất nhiên mình cần cái quạt nó quay, cánh quạt nó quay để cho nó mát. Như vậy phần cơ năng là năng lượng có ích và phần nhiệt năng là năng lượng vô ích. Như vậy nó tóm lại, khi các thiết bị điện hoạt động thì luôn có sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác, và trong đó có phần năng lượng có ích và phần năng lượng vô ích. Và để đánh giá khả năng hoạt động của các thiết bị, người ta có đưa ra một cái khái niệm gọi là hiệu suất, tỷ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ, được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng. Ký hiệu là H. H bằng AI chia cho ATP. Trong đó, AI là phần năng lượng có ích, đơn vị tính bằng joule. ATP là điện năng tiêu thụ, cũng đơn vị tính bằng joule. Và H là hiệu suất không có đơn vị, thường người ta tính bằng phần trăm. Ví dụ, thầy nói quạt điện khi hoạt động thì phần năng lượng có ích là cơ năng, phần năng lượng vô ích là nhiệt năng, và điện năng tiêu thụ sẽ bằng tổng của hai cái phần năng lượng đó. Và ví dụ như phần năng lượng, phần cơ năng chiếm 80 joule, như vậy phần nhiệt năng là 20 joule chẳng hạn, thì điện năng tiêu thụ sẽ là 100 joule và hiệu suất của quạt điện này bằng 80%. Đó là cách tính hiệu suất. Thì thế nào? Nội dung thứ hai, công của dòng điện. Như vậy qua phần thứ nhất, mình hiểu được điện năng, tại sao mà dòng điện có năng lượng, và năng lượng của dòng điện gọi là điện năng, và sự chuyển hóa từ điện năng thành các dạng năng lượng khác. Rồi trong đó có phần năng lượng có ích và năng lượng vô ích. Bây giờ ta sang phần thứ hai là công của dòng điện. Thì nói đến công thì em lại nhớ lại kiến thức lớp 8 là công cơ học A bằng F nhân S. Nhưng mà ở đây là công của dòng điện, cho nên là về ý nghĩa hoàn toàn nó khác với công cơ học. Trước hết thì em xem cái khái niệm. Công của dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Em đọc kỹ khái niệm này và chú ý những cái dòng chữ thầy đánh dấu. Công của dòng điện, rồi số đo lượng điện năng. Như vậy, tính công của dòng điện tức là tính lượng điện năng tiêu thụ. Ta chú ý, để mà trong cái bài tập người ta hỏi em biết cách tính cái gì. Tính lượng điện năng tiêu thụ cũng chính là tính công của dòng điện. Và để tính công của dòng điện thì người ta lại dựa vào ý nghĩa cái công thức tính công suất cơ học ở lớp 8 kem học. Công suất cơ học là P bằng A chia T. Từ đó ta suy ra A bằng P nhân T. Như vậy áp dụng vào trong cái nội dung này thì ta đã có công suất của dòng điện rồi. Như vậy để tính công của dòng điện thì ta dùng công thức A bằng P nhân T. Và ta cũng thay P bằng U nhân Y. Vậy ta được công thức thứ hai là A bằng U Y T. Như vậy là ta có hai công thức tính công của dòng điện. Trong đó U là hiệu điện thế tính bằng volt, Y là cường độ dòng điện tính bằng ampere, T là thời gian dòng điện chạy qua tính bằng giây, và A là công của dòng điện tức là điện năng tiêu thụ tính bằng đơn vị là joule. Đơn vị này là em đã biết. Như vậy các em nhớ hai công thức nha, A bằng P nhân T và A bằng U I T.
Từ đây mình có thể ngầm hiểu thêm, nếu ta có P bằng Y bình R ở cái phần công suất, hai công thức thì suy ra, nếu ta có P bằng Y bình R và ta có P bằng U bình chia R thì ta lại có thêm hai công thức khác để tính công của dòng điện. À, thì cái phần này em tìm hiểu thêm để mà ta vận dụng được nhiều công thức khác nhau trong một cái bài tập. Về đơn vị của công của dòng điện, đơn vị của công dòng điện thì từ cái công thức ở trên em thấy A bằng P nhân T và đơn vị của công tính bằng joule. Như vậy là 1 joule bằng 1 watt nhân cho giây, 1 giây. Hoặc nếu tính bằng công thức A bằng UIT thì 1 joule bằng 1 volt 1 ampere 1 giây, tức là volt ampere giây. Nhắc cái điều này để em nhớ, khi tính công của dòng điện, khi tính điện năng thì em dùng công thức nào thì phải có đơn vị phù hợp. Nếu em dùng công thức P nhân T thì P phải tính bằng watt và T phải tính bằng giây. Và nếu em chọn công thức kia thì U phải tính bằng volt và Y phải tính bằng ampere. Cho nên thì ngay từ những cái bài trước và cái bài phần vừa rồi là công suất ấy, thì việc nắm vững đơn vị rất quan trọng. Ngoài hai cái đơn vị này ra thì trong thực tế người ta còn dùng một cái đơn vị khác để tính công dòng điện, để tính điện năng tiêu thụ, đó là kilowatt giờ. Em thường thấy hàng tháng những người, những nhân viên ở công ty điện lực người ta ghi chỉ số trên cái đồng hồ điện và người ta gửi cho mình, gia đình mình một cái hóa đơn. Thì trên cái tờ hóa đơn đó nó thể hiện cái con số là số kilowatt giờ. Như vậy kilowatt giờ là đơn vị của công dòng điện hoặc đơn vị tính điện năng. Hãy chú ý, ta đọc là kilowatt giờ. Có nhiều em nghe kilowatt thì lại kết luận là đây là đơn vị của công suất, là hoàn toàn sai nha. Như vậy kilowatt giờ là đơn vị của công, như vậy nó phải tính bằng joule. Như vậy giữa kilowatt giờ và joule có liên hệ gì với nhau hay không? Thì ta chú ý, một kilowatt giờ mà em muốn đổi ra joule thì em nhìn ở trên, một joule bằng một watt nhân cho giây. Như vậy đây là kilowatt giờ, thì từ kilowatt em đổi ra watt, từ giờ em đổi ra giây. À, một giờ bằng 3.600 giây, một kilowatt bằng 1.000 watt. Như vậy kết quả 1 kilowatt giờ bằng 36 nhân 10 mũ 5 joule. Watt giây là joule. Con số này em phải học thuộc. Như vậy khi tính điện năng theo đơn vị joule thì ta có hai cách tính, hoặc là tính theo công thức P nhân T hoặc là UIT. Riêng đơn vị kilowatt giờ thì được tính theo đơn vị của công thức A bằng P nhân T. Nhớ chưa? Tại vì công suất và nhân cho thời gian, P nhân cho T thì là A. Đó. Cho nên là khi nào mà ta dùng đơn vị kilowatt giờ thì em dùng công thức A bằng P nhân T. Các em nhìn trên màn hình, các em thấy đây là những thiết bị mà gia đình nào cũng có, ta gọi là công tơ điện. Như vậy công tơ điện là gì? Nó chính là một cái dụng cụ để đo công của dòng điện, để đo điện năng tiêu thụ. Và đối với công tơ điện thì các em nhìn trên cái hình này, các em thấy trong công tơ điện này có một cái bánh xe, nó sẽ quay. Như vậy khi ta sử dụng các thiết bị điện thì cái bánh xe này nó sẽ quay. Và khi bánh xe nó quay thì số chỉ trên công tơ điện này, những con số này nó mới nhảy những số. Những con số ở trên cái bảng đồng hồ này nó sẽ chạy theo.
À, tức là khi các thiết bị điện hoạt động thì số chỉ của công tơ điện tăng dần lên, số chỉ công tơ điện tăng dần lên, lượng tăng thêm của số chỉ trên công tơ điện gọi là số đếm của công tơ. Thí dụ ngày hôm nay số chỉ công tơ điện là số 50, ngày mai quan sát thấy số chỉ công tơ điện là số 80. Như vậy trong một ngày số chỉ công tơ điện tăng thêm từ 50 đến 80, tức là tăng thêm 30, thì lượng tăng thêm của số chỉ này gọi là số đếm của công tơ. Số đếm bằng 30. Đó, dựa trên nguyên tắc này mà những công ty điện lực người ta biết được gia đình mình tiêu thụ điện năng một tháng là bao nhiêu. Như này. Và những con số này tính theo đơn vị gì? Mỗi số đếm của công tơ điện cho biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kWh. Và 1 kWh bằng 36 nhân 10^5 joule. Thì lấy ví dụ hồi nãy, nếu số đếm của công tơ là 30 thì tương ứng lượng điện năng đã được sử dụng trong một ngày đó là 30 kWh. Và nhớ nha, mỗi số đếm của công tơ điện cho biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kWh. Điều thứ hai là lượng tăng thêm của số chỉ trên công tơ điện gọi là số đếm của công tơ. Hai ý nghĩa này sẽ được qua những câu vận dụng thì các em sẽ biết cách vận dụng hơn nha nha. Rồi, ta coi cái phần vận dụng. C7. Một bóng đèn có ghi 220V 75W được thắp sáng liên tục với hiệu điện thế 220V trong 4 giờ. Tính lượng điện năng mà bóng đèn này sử dụng và số đếm của công tơ trong trường hợp này. Thì khi làm bài tập về công dụng điện, về điện năng, rất nhiều em lúng túng về việc sử dụng công thức nào là hợp lý. Tại vì ta có hai công thức A bằng P nhân T và A bằng U y T. Thì ở đây thì hướng dẫn mấy đứa, các em phải đọc hết cái câu hỏi. Và người ta hỏi gì đây? Người ta hỏi tính lượng điện năng và số đếm của công tơ. Như vậy, số đếm công tơ nghĩa là gì? Thì vừa rồi thầy đã nhắc, mỗi số đếm của công tơ điện cho biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kWh. Nếu mà em không thuộc ý nghĩa đó thì em làm bài này rất là khó. Như vậy người ta hỏi mình số đếm, tức là người ta hỏi mình số kWh. Và hồi nãy thầy đã nói số kWh tức là mình phải đi tính điện năng theo công thức A bằng P nhân T. Mà P phải tính bằng kW. Như vậy 75W này ta phải đổi ra kW. Và T tính bằng giờ. Đây là 4 giờ. Thấy chưa nào? Như vậy khi người ta hỏi mình số đếm công tơ thì người ta sẽ dùng công thức A bằng P nhân T để ta tính lượng điện năng. Và tính bằng công suất phải tính bằng kW. Thời gian phải tính bằng giờ. Đó. Mình nhận xét 75W em đổi ra kW 0,075. U bằng 220V là hiệu điện thế sử dụng. T bằng 4 giờ. Mình nhận xét vì hiệu điện thế sử dụng bằng hiệu điện thế định mức trong cái bài công suất, phần công suất thì là nói rồi. Em chú ý cái điều kiện nha. Vì U bằng U định mức suy ra P bằng 275W. Và đây là công suất tiêu thụ của đèn. Công suất tiêu thụ của đèn. Điện năng bóng đèn sử dụng trong 4 giờ. Vì nó liên quan đến số đếm cho nên là ta đi tính theo công thức A bằng P nhân T. Lúc này P phải tính bằng kW. Em đã đổi. T tính bằng giờ. Vậy là A bằng 0,3 kWh.
số đếm, à, mỗi số đếm tương ứng điện năng tiêu thụ là 1 kWh. Như vậy điện năng tiêu thụ là 0,3 kWh thì tương ứng với số đếm N, chúng ta gọi là ký hiệu số đếm N bằng 0,3. À, như vậy nếu ta hiểu được cái đơn vị và ta thuộc công thức thì cái việc tính công dòng điện hay là tính điện năng hay là tính số đếm cũng không có gì khó lắm. Cái quan trọng là các em phải đọc kỹ để mình hiểu được những ý nghĩa. Ở câu C8, một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế 220V. Khi đó, số chỉ của công tơ điện tăng thêm 1,5 số. Tính lượng điện năng mà bếp sử dụng và cường độ dòng điện chạy qua bếp trong thời gian trên. Thì ở câu này ta thấy có một cái cụm từ là số chỉ công tơ điện tăng thêm 1,5 số. Như vậy cái câu này nghĩa là gì? Thì cũng từ cái phần trước thầy vừa nhắc xong. Lượng tăng thêm của số chỉ trên công tơ điện gọi là số đếm của công tơ. Em phải thuộc. Lượng tăng thêm của số chỉ trên công tơ điện gọi là số đếm của công tơ. Như vậy người ta cho biết lượng tăng thêm của số chỉ này là 1,5 số. Tức là số đếm của công tơ là 1,5. N bằng 1,5. Được chưa nào? Rồi ý nghĩa thứ hai, mỗi số đếm của công tơ điện cho biết lượng điện năng đã được sử dụng. Vậy biết được số đếm, ta suy ra được lượng điện năng sử dụng là A bằng 1,5 kWh. Như vậy ý của câu hỏi này, ý thứ nhất bắt buộc các em phải hiểu được ý nghĩa của số đếm công tơ, ý nghĩa của mỗi số đếm công tơ chỉ lượng điện năng. Rồi, như vậy ta tính được lượng điện năng và tính cường độ dòng điện qua bếp trong thời gian trên. Như vậy tính Y, à, như vậy A bằng P nhân T và bằng U Y T. Như vậy ta phải sử dụng công thức số 2 để tính Y. Đúng như vậy. Nhưng mà ở đây Y, à, A bằng U Y T. Như vậy A tính bằng gì? Đó. Vấn đề là mình phải hiểu được đơn vị của hai công thức. Hoặc là ta nên tính cái công suất của bếp trước, rồi ta tìm cái Y, nó dễ hơn. Công suất tiêu thụ của bếp P bằng A chia T. Ta vẫn để nguyên cái đơn vị là 1,5 kWh. Ta vẫn để nguyên cái đơn vị thời gian là 2 giờ. Như vậy đơn giản rút gọn được giờ với giờ. Và kết quả sẽ là 0,75 kWh. Và muốn tính cường độ dòng điện, em phải đổi 0,75 kW ra watt. Tại vì muốn tính Y thì ta dựa vào công thức P bằng U nhân Y. Mà P phải tính bằng watt, chứ không thể nào mà P tính bằng kW được. Được chưa nào? Như vậy sau khi có P và có U, ta tính được cường độ dòng điện qua bên. Còn nếu em nào mà muốn sử dụng A bằng UIT để tính Y thì kWh các em phải đổi ra joule. 1 kWh bằng 36 nhân 10 mũ 5 joule. Như vậy em phải nhân cho 1,5 với 36 nhân 10 mũ 5 để đổi đơn vị kWh ra joule. Đó. Rồi U là 220V. Rồi T là 2 giờ em phải đổi ra giây. Đó. Cho nên là sử dụng công thức nào thì phải nhớ cái quy tắc dùng đơn vị. Đơn vị mà mình không nắm thì em làm những bài này mặc dù nó đơn giản nhưng mà dễ bị sai.
Như vậy qua cái bài này, thông qua một số câu vận dụng, em thấy từ phần công suất đến phần công dòng điện, mỗi phần đều có những cái cos từ 3 đến 4 cos, kể cả ví dụ. Và như vậy ta thấy được cái nội dung quan trọng của cái bài học ngày hôm nay. Thứ nhất là lại có thêm một số công thức về công suất, về công. Đặc biệt là những cái đơn vị mình mới làm quen. Cho nên là khi các em học công thức thì các em phải nắm vững nội dung ý nghĩa và hiểu được ý nghĩa số ghi trên các biểu cụ điện. Đặc biệt cái bài công dòng điện, cái phần công dòng điện điện năng thì các em chú ý cái đơn vị. Đơn vị công dòng điện là joule, nhưng cũng có thể tính bằng đơn vị kilowatt giờ. Và liên quan đến kilowatt giờ thì liên quan đến số đếm của công tơ điện. À, thì em nắm vững thêm những ý nghĩa đơn vị là. Về phần bài tập thì thầy sẽ gửi bài tập về cho lớp. À, tiếp sau thì là tiếp bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng. Như vậy là bài hôm nay em đã được thầy chia sẻ thêm về cái nội dung. Và học xong bài hôm nay thì có thể nói là trong cái chương 1 là khá dài, ta đã đi được hơn 80%. Xong bài hôm nay và tiết sau là bài tập về công suất thì các em sẽ còn 2 tiết nữa là kết thúc chương 1. Và thầy mong rằng là thông qua những cái bài tập, những cái nội dung về lý thuyết, các em cố gắng học vận dụng các công thức. Đương nhiên muốn vận dụng được công thức thì phải thuộc công thức, thuộc ý nghĩa, thuộc đơn vị. Tiết học đến đây là kết thúc. Thầy chào các em.